Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đã lâu lắm rồi mình chưa cho các bạn xem sảnh giao diện chính của CM Gina. Vâng, đây là cái giao diện chính của em nó. Chúng ta cùng xoay quanh một lượt, hình như là đang giới thiệu về chế độ sinh tồn. Ok, các bạn nhìn ở sau, đừng nhìn ở trước nha. Đây rồi. Đây là hình như là nhân vật của nhân vật Athena thì phải. Cũng khá, sao thì toàn xây đít xây mông về mặt người xem này. Vãi xoài. Ok. Đây này, con này đẹp này. Đấy. Về nhân vật thì có rất là nhiều. Lát mình sẽ giới thiệu sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào kho đồ. Các bạn yêu cầu mình show cái kho đồ của thanh niên. Đây là thanh niên Tô. Hồi trước thì mình đã show cái kho đồ rồi. Nhưng hồi trước là hồi trước. Bây giờ là khác anh em ạ. Bây giờ VIP hơn rất là nhiều. Các bạn cùng xem qua nhá. Các bạn lại bảo mình nói hơi nhiều. Ok. Đấy. Món gì cũng có nhá. Không có thiếu món gì hết. Vâng, cấp đối với cái arc này thì chỉ là tuổi con gì ta? Tuổi con ruồi thôi anh em ạ. Vâng, tuổi con ruồi thôi. Đấy, xem nó VIP cỡ nào. Arc mình thì mình xin phép là không có tuổi với arc này. Thế thôi. TMP có hết này. Căng vãi. Đây là một khẩu DE mới trong cái vòng quay cực kỳ là hút máu. Để xem nó xoay cái gì đấy. Ui rồi. Súng đâu? What the hell? Bị lag rồi anh em ạ, sorry. Ok. Và chúng ta sẽ cùng kéo xuống dưới. Vâng, quả mình phân lâu có hết nhá. Bom VIP thì nó có hai set loại bom VIP. Vâng, thanh niên này có cả hai set luôn. Căng không? Phải gọi là căng cực. Đấy. Ui dồi ôi, nhìn cái kho đồ đầy mơ ước anh em hiểu không? Các bạn chỉ cần có một nửa, ấy chứ nhầm. Một vài khẩu trong cái số này là đủ sướng rồi anh em ạ. Cấp tuổi gì với cái arc này? Chúng ta đang nói về đồ vàng thôi, chứ còn cái đồ tím với lại những cái đồ hiếm ý thì không phải bàn nữa anh em ạ, khỏi phải xem đi. Nó đầy đủ hết. Chúng ta chỉ xem đồ vàng với lại đồ VIP thôi. Các bạn hiểu được cái đẳng cấp của em nó là như nào rồi. Ok. Đây rồi, chúng ta sẽ cùng xem vào nhân vật nha. Ấy chứ nhầm. Rồi, nhân vật thì chúng ta có Venus này, Sonoko này, Athena. Mình không biết là đây là Athena hay là tên gì, các bạn có thể dịch Google Translate cho mình được không ạ? Còn đây là nhân vật God thì chúng ta biết rồi. Nhân vật cực kỳ hiếm, và thiên nhiên bỏ rất là nhiều tiền để hốt được em nó. Hốt cho bằng được mà. Cái arc tuy là khó ra nhưng nó quyết tâm là bỏ tiền, đổ tiền vào hốt mà. Các bạn cũng có thể hiểu nó sẽ như nào. Trong 4 nhân vật này thì anh em thích nhân vật nào nhất? God thì chuyên C4 mình không nói rồi. Còn đẹp nhất thì mình vẫn thích cái con này. Cực kỳ đẹp. Chị ấy tuy hàng không to nhưng đổi lại ngoại hình cực kỳ tuyệt vời. Đây là nhân vật Venus nha. Venus thì vẫn chưa xuất hiện chính thức ở server Việt Nam. Đấy. Venus thì chỉ có áo đỏ chứng tỏ cà ve là đẹp thôi. Đấy, nó cứ cầm cái khẩu AK nó lại xây đít về mặt người xem ấy nhở. Định mệnh nó chưa. Chúng ta sẽ vào kho đồ. À quên, cung vàng đâu? Chủ arc đang nói về cái cung vàng. Vâng, các bạn sẽ hiểu được cái cung vàng nó đắt cỡ nào khi nó nằm trong vòng quay. Và cực kỳ hiếm nhá. Đâu rồi, cung vàng đâu rồi? Mình giới thiệu cho các bạn xem cung vàng. Ở hồi trước thì như chúng ta đã được test free rồi. Đây, hai cái cung vàng luôn. Bình thường ý, một arc chỉ có một cái cung vàng gọi là quá giàu anh em ạ. Đây tận hai cái cung chứ không phải một đâu anh em ạ. Cung vàng thì như là phải quay tận mấy vòng cái vòng quay VIP này mới nhận được cơ. Và hiện tại thì nhiên chỉ còn cái cuối chính là cái skin của khẩu AK Inferno, đó chính là cung vàng gì đấy. Chắc chắn là ngày mai sẽ nhận được và mình sẽ có cơ hội test cho anh em xem. Đấy, mình sẽ bảo chủ học cho mình test. Còn cái đóng này thì nó quay gần hết rồi. Cái vòng này trị giá tầm 12 triệu nhá. Tầm trên dưới tầm đấy. Và chủ ạc bảo là hình như là trên 12 triệu ấy. Chứ không phải ít đâu. Đấy, chúng ta vào chế độ chứ nhầm. Vào trong này. Có rất nhiều cái đồ mà chưa mở ở đây. Đấy, không biết đồ gì. Thì chúng ta không cần quan tâm nhá. Ok. Nhẫn các kiểu. Úi dồi ôi. Úi dồi, phun vàng luôn. Chất. Ô, cái này chưa full này đại gia rồi. Đại gia chưa full cái này thì hơi phí đấy. Ủa? Kêu mắc gì đấy? Kêu mắc rain à? À hình như là kêu mắc rain đã thay lại rồi sao ấy.
À đúng rồi, Kill Mark Range đã đổi lại đẹp hơn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái bộ Kill Mark Range mới của CM Gina. Rất là đẹp. Còn mấy cái cũ này thì không nói làm gì. Mấy cái mới cơ. Đấy, nhìn rất là đẹp. Ok. Ba lô 7, cái này hồi trước mình show thì các bạn đã thấy rồi. Úi dồi ôi, AK đẹp chưa này. Vâng, còn rất nhiều mảnh chuẩn bị ghép xong. Đúng là đại gia có khác, càng cực. Vâng, chắc là hết rồi, tầm này thôi. Ok. Càng cua các kiểu. Rồi, và chúng ta sẽ vào test một tí cái khẩu DE vàng vàng, DE mới trong cái vòng quay nhá. Cái khẩu DE này nó mặc vào kho đồ thứ mấy thì không biết. Vâng, kho đồ thứ mấy. Đây rồi, kho đồ này. Vâng, mình sẽ vào test cái khẩu súng này xem nó mạnh như nào, nó đã đắt như vậy. Vâng, đắt nhất chính là cái khung vàng của khẩu AK Inferno. Phế vật. Ok, arc này thì chúng ta đã lên level 110. Nhưng chưa có mua nhân vật tổng tư lệnh. Đáng lòng. Tại vì thiên nhiên không đủ vàng. Hay gì gì đấy quên mà rồi. Úi dồi, từ từ. Bình tĩnh xem nào. Làm gì mà căng vậy. Úi dồi, đẹp thế. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đẹp vừa lơi. Mình sẽ có clip nhặt hòm cho các bạn xem. Ôi, thôi xong rồi. Sau đấy là nó lại mặc kiểu mắc ring nhở. Định mệnh để mình thoát ra nhá, để mình thoát ra để mà mình vào lại để xem test thử cái kill mark của nó xem như nào, xem kill mark nó như nào thôi. Ngoại hình thì siêu đẹp rồi, chứ không phải như CM Việt Nam làm khẩu DE Thalizen hay là Thalix gì đấy giải đấu ấy, nó cũng đổi màu như là một màu đây hai màu anh em ạ, chứ không phải là một màu đâu. Kill mark thì sao thiên nhiên này không bắn người à, sao kill mark tào lao vậy trời. Ok, chúng ta sẽ cùng vào test lại. Ok, mình nghĩ về cái sức mẩy thì nó cũng giống với lại Demon Beat thôi, nó không khác cái gì đâu. Chả qua là nó thay lại cái skin thôi. Không biết là cái thông số nó thay đổi gì không. Lát thì mình sẽ ra so sánh cái thông số để cho các bạn xem như thế nào nhá. Ok, đây là DE, không biết là tên nó là gì. Vâng, mình sẽ gọi là DE nhiều màu đi. Đâu rồi, úi dồi ôi, lát thế. Ơ, đâu rồi. Này thì trốn trong lưng này. Vâng, kill mark rất đặc biệt, cực kỳ đẹp. Mình thấy nó giống với lại kill mark của Inferno. Nhưng Inferno thì màu cũng khác mà. Cái này nó chỉnh lại một tí của kill mark Inferno. Còn lại thì giống nhau cả. Còn hao hao như nhau thôi. Úi dồi ôi, đây này bạn ơi. Đúng rồi, quay mặt lại thì hướng đạm thôi, quay lại làm cái gì. Quả đấy phải chỏng mông vào mặt mình cơ, thế nó mới chất. Đúng rồi. À, đúng đây, bắn chùa này. Cái này thì bắn chùa này. Úi dồi ôi, sau lưng kia. Thế bị bệnh, sao lại đi qua nhau. Như chưa từng thấy nhau thế này. Ok, I'm fine. Bằng rút ra xoay cũng rất là đẹp anh em ạ. Đây này, thủ trong đấy làm cái gì. Đã cầm lục ý thì nên đi săn đi, chứ đây có phải mod zombie đâu. À, mới thấy cái mặt lòi ra. Đâu rồi. Ô, nó chạy nhanh nhỉ. Cái định mệnh thằng này lắp dây tốc biến rồi ta. Vừa mới thấy nó thoáng qua một tí thôi nó mất tích luôn rồi. Úi dồi ôi, gì đấy bạn ơi. Ôi, vãi xoài. Một phát đi luôn ạ. Quả đấy chắc là mình yếu máu rồi. Ok. À, hầm này. Mình sẽ thông hầm. Úi dồi, từ từ nào bạn. Con làm gì mà căng vậy. Nó dã vào đầu luôn ý. Này thì ngồi lên nhổm xuống này. Úi dồi, đứng một chỗ luôn. Vâng, người ta có câu đứng một chỗ mà hưởng thụ thôi. À, cái này thể hiện cái gì đấy. Người ta đã đi rồi, còn muốn kéo người ta lại nữa. Ok. Vâng, khẩu này bắn rất là ngon nha.
để mình load trận này đã. Rồi, nói gì nói thêm. Ok. Rồi, đông quá. Á đồ, thằng này được đấy. Này thì KS hàng của tao này. Này thì KS hàng. Úi dồi, thằng này cũng nhanh phết nhở. Mình chưa giết được nó đã la liếm được cái mạng rồi. Úi dồi, cầm dao luôn. Và người ta gọi là chất chơi người rơi đấy. Còn có 25 tiết là đi đâu giết đấy à. Thế rồi, lại chổng mông vào mặt mình nữa rồi. Vâng, hiệp này hơi bị hài. Toàn được gái nó tha thu mông vào mặt thôi. Cái gì đấy, sau lưng. Úi dồi. Vãi. Mình thấy nó yếu máu là mình biết là điểm chẳng lành nó ập vào mặt rồi. Các bạn thấy headshot chưa? Nó cực kỳ giống với lại kill mark của Inferno luôn. Đây này. Vãi. Headshot kìa. Đi bệnh quả đấy không headshot là bạn đi rồi đấy. Kìa bên kia. Ôi trời ơi thằng này. Thằng gì đấy. Vãi. Hay làm cái gì đấy. Rồi kết thúc nha. Ok, mình sẽ ra test thử xem nó khác cái gì đối với Diamond Beats. Mình thấy thông số thì chắc chắn là như nhau. Thế luôn, mình đoán là như thế. Không biết là các bạn như thế nào. Nhưng nếu mà nhà phát hành thì chắc chắn là phải khác một tí đi chứ nhở. Nếu mà giống nhau quá thì hơi sẽ sai. Có phải là bên VNG đâu. Ok. Rồi. Ui dồi, kho đồ nhiều VIP quá, kéo mỏi tay quá. Để bon bit đâu nhở? Để bỏ RSH bon bit vào. Còn RSH thì chắc chắn là thua rồi. Tuổi gì đối với DE chứ. Đâu rồi? Cái định mệnh nó nữa. Kéo một hồi chả biết súng nằm đâu. Đừng nói là không có DE nhá. Đùa. Đây rồi, DE một mải này. Đấy. Chắc chắn là mình sẽ kết thúc clip ở đây. Các bạn xem thấy hay quên like và subscribe kênh của mình nhá. Thua chỉ một chỉ số thôi.